Thời tiết lạnh cuối năm cùng với hoạt động lễ Tết ít nhiều ảnh hưởng đến chế độ sinh hoạt, ăn uống của trẻ. Thời gian này, trẻ có nhiều hoạt động tại trường và gia đình như là dịp lễ Giáng sinh, này, Tết Dương lịch hay là Tết Nguyên đán. Những bữa tiệc với các món ăn nhiều chất bột, đường, chất béo là điều khó tránh khỏi. Do đó, chăm sóc sức khỏe đường tiêu hóa của trẻ luôn là vấn đề được các gia đình quan tâm hàng đầu. Gia đình có hai bạn nhỏ ở độ tuổi tiểu học. Thời gian cuối năm cũng là lúc chị Hương khá lo ngại về chế độ dinh dưỡng của trẻ. Thì là vào những ngày này thì là bố mẹ cũng rất là bận nhiều việc, cũng không để ý được đến các con kỹ càng như là ngày bình thường. Thì là các con là hay mải chơi, ăn thì nhiều đồ chiên rán, bánh kẹo thì cũng ăn rất là nhiều, bố mẹ không kiểm soát được. Chị Hương chia sẻ, những năm trước bạn nhỏ trong gia đình cũng đã gặp các vấn đề về đường tiêu hóa. Vì vậy, năm nay chị cũng chủ động nhắc nhở các con ý thức về các nhóm thực phẩm tốt cho sức khỏe. Quên uống nước, đấy, nhất là quên uống nước này. Ăn uống thì ngủ nghỉ nó không hợp lý, bị ảnh hưởng cũng bị táo bón này, rồi rối loạn tiêu hóa này, cho nên là những cái năm này thì là bố mẹ cũng chú trọng nhiều hơn đến cái việc ăn uống và nghỉ ngủ của con vào những ngày lễ Tết. Lo lắng của các gia đình cũng là điều dễ hiểu khi mà liên tiếp các bữa tiệc tại trường, tại nhà trong dịp cuối năm dẫn đến khó kiểm soát khẩu phần khoa học, chế độ ngủ nghỉ, vận động bất hợp lý sẽ khiến hệ tiêu hóa của trẻ không khỏe. Thực phẩm có thành phần chất béo cao, đường cao như bánh ngọt, đồ chiên, thức ăn nhanh sẽ gây cản trở cho hoạt động tiêu hóa hấp thu, dẫn đến đầy bụng khó tiêu, ảnh hưởng không nhỏ đến hệ vi sinh đường ruột, đến sức khỏe hệ tiêu hóa, miễn dịch cũng như sức khỏe tổng thể. Đặc biệt, hệ tiêu hóa của trẻ chưa phát triển hoàn thiện, hàm lượng các men trong dịch ruột, dịch tụy, mật đôi khi không đáp ứng đủ cho quá trình tiêu hóa, nên trẻ dễ bị khó tiêu, rối loạn tiêu hóa. Ăn nhiều thực phẩm chứa calo rỗng khiến trẻ dễ bỏ bữa chính, dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng. Vậy để trẻ có hệ tiêu hóa khỏe mạnh, tràn đầy năng lượng để tham gia các hoạt động vui chơi, giải trí dịp cuối năm, cha mẹ cần lưu ý điều gì trong chế độ dinh dưỡng? Hãy cùng lắng nghe ý kiến của chuyên gia. Trong những ngày nghỉ lễ thì bố mẹ vẫn phải luôn luôn duy trì một cái chế độ dinh dưỡng đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng và cân đối giống như những ngày con đi học. Khi mà trẻ được nghỉ thì trẻ sẽ được ăn uống thoải mái theo ý thích của trẻ. Có nhiều trẻ tăng cân rất là nhanh, nhưng mà có những nhiều trẻ thì lại ở nhà thì được cũng tự do thoải mái, cho nên là thích thì ăn, không thích thì thôi, cho nên trẻ sẽ biếng ăn và ăn ít hơn. Chúng ta thấy là sữa chua thì cũng là một trong những cái loại thực phẩm cái cung cấp các đầy đủ các chất dinh dưỡng, và đặc biệt ở trong sữa chua thì nó có nhiều men vi sinh, thì có thể một ngày ăn một hộp và vẫn phải có một cái nguyên tắc là ăn đủ 3 bữa cộng thêm 1 đến 2 bữa phụ một ngày và đảm bảo đủ cung cấp 4 nhóm chất là protein, lipid, glucid và vitamin khoáng chất trong cùng một bữa ăn đối với trẻ.